Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Sự gương mẫu của Tổng Bí thư là chỗ dựa vững chắc trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua được đánh giá là có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, để đạt được kết quả này có 5 nguyên nhân cơ bản. Đó là có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp, thường xuyên là sự chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước. Sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành. Sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, mà trước hết là kiểm tra đảng, nội chính, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương. Sự kế thừa, tiếp nối của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiên trì, bền bỉ của nhiều nhiệm kỳ trước đây. Cuối cùng là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, báo chí và toàn xã hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trưởng Ban Nội chính Trung ương bày tỏ, tôi xin nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của người đứng đầu và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo, của nhân dân và báo chí. Sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Ông Trạc cho hay, đây là chỗ dựa vững chắc, là đảm bảo về mặt chính trị và tạo động lực to lớn. Và do đó, đây là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, với vai trò to lớn của nhân dân, không có sức mạnh nào to lớn bằng sức mạnh của nhân dân, không có gì mà nhân dân không biết và do đó không có gì qua mắt được nhân dân. Cho nên, theo trưởng Ban Nội chính Trung ương, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân là thước đo, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Do đó, ông nhấn mạnh, chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp như Bác Hồ đã từng dạy chúng ta. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện nhiệm vụ tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo như thế nào để góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Phan Đình Trạc cho biết, Ban Nội chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để làm các việc chính, đó là chủ động tham mưu đề xuất và đôn đốc, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo và đồng thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo chọn những việc khó, những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều vướng mắc và những việc trọng tâm đột phá để tập trung chỉ đạo. Ban Nội chính đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đi kiểm tra ở các lĩnh vực trọng điểm, tham mưu nhiều cơ chế để nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác phối hợp của Ban Chỉ đạo, ví dụ như cơ chế đưa vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng để xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, cơ chế chỉ đạo 5 bước của Ban Chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn vướng mắc và cơ chế phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Nói thêm về vai trò của Ban Nội chính Trung ương với tư cách là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho hay, chúng tôi đã chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Với vai trò là cơ quan thường trực, chúng tôi phối hợp điều hòa các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực để nâng cao hiệu quả hơn nữa cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Cơm áo không thể chờ. Thưa quý vị và các bạn, hơn 50% tàu cá nằm bờ cùng hàng triệu ngư dân và các lao động làm các nghề dịch vụ thủy sản ven biển mất sinh kế vì giá xăng dầu tăng kỷ lục.
Trên bờ, bão giá đã quét tới mâm cơm của mỗi gia đình, khi từ cọng hành, bó rau, gói mì đều tăng sốc. Sức chịu đựng của người dân, doanh nghiệp đã tới ngưỡng. Thế nhưng đề xuất giảm thuế, phí để hạ nhiệt giá xăng dầu lại hết sức chậm trễ, nếu không muốn nói là đùng đỉnh. Đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu được nhiều chuyên gia, tổ chức đưa ra ngay từ hồi tháng 4, khi giá mặt hàng này trên thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng. Thế nhưng đến ngày 19 tháng 6 vừa rồi, Bộ Tài chính mới trình Chính phủ và nếu được thông qua thì cũng phải đến ngày 1 tháng 8 tới mới áp dụng. Chỉ tính từ thời điểm này đến khi đó, xăng dầu còn phải đợi qua khoảng 4 lần điều chỉnh, tức 10 ngày một lần nữa, trong khi đó đã có 7 lần tăng liên tục trước đó. Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, xăng E5 RON 92 đã tăng hơn 5.800 đồng một lít, xăng RON 95 tăng gần 6.000 đồng một lít, dầu diesel tăng ở mức cao nhất là 7.000 đồng một lít, dầu hỏa tăng hơn 6.700 đồng một lít và dầu mazut tăng trên 4.600 đồng một lít. Chỉ cần nhìn những con số cũng thấy sự chậm trễ giữa chính sách và xu hướng tăng giá xăng dầu. Quan trọng hơn, những con số trên cho thấy giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ 500 đến 1.000 đồng một lít không thấm thía mức tăng như vũ bão của mặt hàng này. Đó là lý do rất nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội kiến nghị nên giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn lịch sử hiện nay. Đặt trường hợp tạm ngưng thu hết các loại thuế phí này, xăng dầu sẽ giảm được khoảng gần 10.000 đồng một lít. Mức giảm này chắc chắn sẽ tạm ngắt đà tăng sốc của nhiều nhu yếu phẩm trên thị trường, giảm áp lực lạm phát và rất nhiều hệ lụy từ việc giá xăng quá cao dẫn đến hệ thống sản xuất trong nền kinh tế cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Tiếc rằng đề xuất này thậm chí còn chưa được tính tới vì đủ thứ lý do. Bộ Tài chính viện dẫn thuế là thuộc thẩm quyền Quốc hội. Về việc này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trả lời rất rõ. Dù thuộc thẩm quyền của Bộ hay của Chính phủ, của Quốc hội hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cũng cần đề xuất từ Bộ Quản lý Nhà nước. Chưa kể, thuế nhập khẩu trong tính giá cơ sở không phải khi nào cũng là trách nhiệm của Quốc hội hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Câu trả lời rất rõ ràng, nhưng nhìn lại từ buổi chất vấn giữa nghị trường Quốc hội đầu tháng 6 đến nay, đã gần một tháng, Bộ Tài chính vẫn chưa có động thái gì đối với các loại thuế này, dù xăng dầu đã và vẫn tăng liên tiếp. Trong khi Bộ tỏ ra khá đùng đỉnh thì sức chịu đựng của người dân doanh nghiệp đã đụng trần. Giá xăng tăng quá cao, tình trạng tài xế xe công nghệ tắt áp đang khiến sân bay Tân Sơn Nhất đứng trước nguy cơ ùn tắc. Hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ dù không muốn cũng phải tính đến chuyện tạm ngưng hoạt động. Hơn 50% tàu cá nằm bờ không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu hộ gia đình trong hệ sinh thái ven biển, mà theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc không thường xuyên hiện diện trên các vùng biển còn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia. Liệu những lý do để chúng ta chậm trễ giảm thuế phí cho xăng dầu có đánh đổi được những hệ lụy mà nó gây ra cho nền kinh tế? Đề nghị bác kháng cáo của 19 bị cáo vụ sai phạm cao tốc 34.000 tỷ. Thưa quý vị và các bạn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của 19 bị cáo giữ nguyên án sơ thẩm. Theo quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo là những người tham gia thi công, mỗi người chịu trách nhiệm từng khâu, từng giai đoạn của dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện đúng quy định của nhà nước và của chủ đầu tư, gây thiệt hại hơn 811 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc về chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu liên quan. Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo thuộc nhóm ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Theo đại diện Viện Kiểm sát, những người này phải chịu trách nhiệm liên đới với số tiền cao hơn so với các bị cáo khác. Quá trình thực hiện dự án, các bị cáo là đại diện cho chủ đầu tư nhưng đã không tuân thủ các quy định khi quản lý thi công dự án. Bản án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo là đúng người, đúng tội, đã áp dụng hết các tình tiết giảm nhẹ. Đối với nhóm 17 bị cáo thuộc nhà thầu và các đơn vị tư vấn giám sát, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng dù có một số tình tiết giảm nhẹ mới được cung cấp tại các phiên tòa phúc thẩm, nhưng bản án sơ thẩm đã tuyên các bị cáo với khung hình phạt nhẹ nên không có căn cứ giảm án thêm. Theo bản án sơ thẩm, dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 139 km từ thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, chi phí đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng,
Song chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã không tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến sau một thời gian vận hành khai thác, 65 km đường giai đoạn 1 từ thành phố Đà Nẵng, thành phố Tam Kỳ xảy ra hỏng hóc, gây mất an toàn giao thông. Dù chất lượng dự án không đảm bảo, các bị cáo vẫn ký nghiệm thu đưa vào sử dụng và thanh toán cho đơn vị thi công hơn 811 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện công ty Cienco 1 cho rằng, phán quyết buộc công ty phải bồi thường cho chủ đầu tư hơn 132 tỷ đồng liên quan đến gói thầu số 17 của tòa án cấp sơ thẩm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của công ty. Theo đại diện của Cienco 1, quá trình điều tra xét xử không có việc giám định thiệt hại, chỉ căn cứ vào số tiền chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu và coi đó là số tiền thiệt hại là không thỏa đáng. Hơn nữa, tại phiên tòa sơ thẩm, VEC yêu cầu các nhà thầu sửa chữa, duy tu, khắc phục mọi thiếu sót, khiếm khuyết của dự án. Cienco 1 chấp nhận yêu cầu này vì cho rằng bản chất đây là sự đồng thuận về phương thức bồi thường và yêu cầu này không trái pháp luật, không trái đạo đức thì cần được ghi nhận. Phía luật sư Nguyễn Thanh Văn, người bảo vệ quyền và lợi ích của nhà thầu là công ty Tuấn Lộc, yêu cầu các nhà thầu phải bồi thường cho VEC. Trong khi đó, Tổng công ty Sông Đà đề nghị tòa miễn trách nhiệm bồi thường dân sự để đàm phán giải quyết theo điều khoản hợp đồng với VEC. Doanh nghiệp này cho biết đã chuyển 17 tỷ đồng vào tài khoản của VEC.